Jimmy kính chào quý khán giả của Đài Lý Đồ Sài Gòn TV và mời quý vị cùng đến với phần tin giải trí. Lần trước Jimmy có mời đến đây nhạc sĩ Cao Minh Hưng, anh cũng là một gọi là CEO hả của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Hôm nay mời anh trở lại nơi đây, em nói gì đúng không? thì mình không có dám dùng cái chữ CEO, nghĩa ra một trong những người cũng chung tay để sáng lập thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Mình chào Jimmy một lần, thì chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Lý Sài Gòn TV. Thưa anh, cuối phần trước, phần thứ nhất đó, thì em có giới thiệu là vào ngày 27 tháng 3, tức là vào Chủ nhật lúc 5 giờ chiều thì sẽ có một cái buổi lễ kỷ niệm 12 năm thành lập của câu lạc bộ tình nghệ sĩ tại nhà hàng Golden Sea ở Anaheim đây. Kỷ niệm 12 năm, 12 tuổi của câu lạc bộ. Thì trong chương trình đó thì có những ca sĩ nào góp mặt với câu lạc bộ của mình? Kính thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn Jimmy đã dành cho cái cơ hội đến ngày hôm nay. Thì ngày 27 tháng 3, kính thưa quý vị, vào Chủ nhật lúc 5 giờ chiều thì sẽ có rất là đông những anh chị em nghệ sĩ đến tham dự. Những gương mặt phải nói thân quen luôn luôn góp mặt trong những cái chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ, như là danh ca Thanh Lan, rồi nữ hoàng nhạc kích động Mai Lệ Huyền không thể thiếu được. Những tiếng hát trẻ hơn như là Đăng Vũ, rồi Thúy An, vân vân, rất là nhiều anh chị em, cũng các anh chị em nghệ sĩ trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, đặc biệt là những màn trình diễn của các em thiếu nhi cũng sẽ có mặt trong chương trình kỷ niệm 12 năm câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Về MC thì em thấy cũng rất là nhiều hùng hậu ha, có anh, có cô Hồng Vân, có anh Quốc Thái, có cô Như Hảo nữa. Có cô Như Hảo. Thì trong chương trình này có trình bày những ca khúc nào mới của anh không? Trong chương trình này, kính thưa quý vị, thì rất là nhiều những nhạc phẩm khác nhau của nhiều nhạc sĩ khác nhau. Thì Cao Minh Hưng cũng hân hạnh góp một vài cái màn trình diễn, đặc biệt những bài hát dành cho các em thiếu nhi, thì các em sẽ cũng có, trước khi vào chương trình thì các em cũng có thể biểu diễn, trình diễn với quý vị một vài cái điệu múa, những bài hát cho thiếu nhi. Dân ca ha? Giờ hát về quê hương, về hùng ca, về sử ca. Nhắc đến quê hương thì hình như anh cũng có sáng tác những bài hát mang đậm cái nét quê hương phải không? Như bài nào anh muốn giới thiệu với khán giả? Kính thưa quý vị, thì quê hương thì cũng sáng tác cũng nhiều, trong hơn 60 bài hát mà Cao Minh Hưng đã sáng tác đến ngày hôm nay thì nhạc tình ca, nhạc quê hương. Gần đây nhất thì trong cái mùa dịch Covid thì mình cũng có tình cờ đọc một cái bài thơ, đọc bài thơ của chị Cẩm Nhung là Trả Lời Cho Tôi. Thì nhắc đến những cái kỷ niệm về quê hương đất nước, những khung cảnh rất là miền quê, thì con trâu, cánh cò, cánh đồng. Cũng như là một số những phẩm về quê hương, đặc biệt về Sài Gòn, chúng ta không thể nào không quên Sài Gòn chúng ta, những kỷ niệm, những cái địa danh về Sài Gòn, những con đường Trưng Vương, rồi Duy Tân. Thì đó là một số bài hát mà chúng tôi sáng tác. Cho nên quý vị muốn nghe những cái bài hát này có thể lên YouTube của anh để có thể nghe những cái bài hát đó. Thưa anh, lúc phần trước đó thì em có nhắc về ban thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Còn ba người lớn thì sao? Một tuần tập mấy ngày? Kính thưa quý vị, thì ban người lớn thì đến ngày hôm nay thì qua 12 năm thì ban học ca càng ngày càng đông anh chị em. Thì đến ngày hôm nay khoảng trên dưới 40 anh chị em luôn luôn gọi là active, luôn luôn có mặt trong những cái chương trình ban học ca. Thì ban học ca chúng tôi cũng một tháng thì tập dượt một lần. Còn các chị trong nhóm fashion show, nhóm múa thì tập dượt hàng tuần vào mỗi chiều tối thứ tư. Với một cái đội ngũ mà đông vừa người lớn vừa thiếu nhi như vậy thì mình phải có một cái hội trường thật là lớn để mà tập dượt với nhau. Thì bây giờ anh có hội trường là để cho mọi người tập không? Cái đó cũng là ước mơ đó chị My. Đến ngày hôm nay thưa quý vị, thì các anh chị em phải gọi là móc túi ra tự mà cán đáng những cái chi phí. Đối với em trẻ thì được may mắn mình thuê được một cái chỗ để mà cho em học. Còn những cái chị, khi mà những anh chị lớn thì thường phải đến nhà cả mình đơn thôi, tập trong garage thôi. Thì đó là hy vọng trong tương lai thì mình trúng vé số thì mình có thể tìm một cái hội trường. Bây giờ thì cũng cố gắng tập ở nhà mình thôi. Để cho thấy là cái tấm lòng của anh đối với văn hóa ở hải ngoại này rất là to. Thường cuối tuần là với một nha sĩ là người ta chỉ enjoy với vợ con, cái này là cũng phải làm việc tiếp cho cái câu lạc bộ mà lúc nào cũng hoạt động, phải không? Cảm ơn chị. Thường mỗi năm thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ có tổ chức những cái chương trình nhạc hội như thế này hay không? Kính thưa quý vị, thì chương trình như lần này, tức là mỗi năm câu lạc bộ tình nghệ sĩ tổ chức một lần chính. Đó là lần mà chúng tôi kỷ niệm tháng 3, cũng là tháng mà đúng cái tháng thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Thành đó là lý do chúng tôi chọn tháng 3 để tổ chức những cái ngày anniversary như thế này. Sau này thì 5-6 năm vừa qua có thêm chương trình thiếu nhi. Thành ra chúng tôi có một cái chương trình dành cho các em thiếu nhi, tức là những em chỉ đến trình diễn thôi. Nhưng những chương trình như vậy thường thì không có làm ngoài nhà hàng, mà chỉ là
làm những đài TV để phát sóng thôi. Còn chương trình này là chương trình chính, thì mong quý vị đến trước là góp vui, chung vui với kỷ niệm sinh nhật 12 năm câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, thưởng thức những tiếng hát quý vị yêu mến. Sau đó thì chúng tôi cũng là một cách để chung tay với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ để có thêm những ngân quỹ trang trải cho những sinh hoạt, đặc biệt là những chương trình của các em thiếu nhi đó, Jimmy. Dạ đúng, anh nhắc đến ngân quỹ thì em cũng phải nói là với cộng đồng hải ngoại của chúng ta thì nó sẽ không có nhiều như là một cái đất nước Việt Nam mình. Thì cho nên hầu như là mọi người đều là những tư nhân mà làm mà thôi. Thì cho nên để có được duy trì cái văn hóa hay là những cái hội đoàn như thế này là cũng nhờ những sự đóng góp của quý mạnh thường quân, đúng không anh? Chẳng hạn như là em thấy cái chương trình này cũng có những cái chương trình bảo trợ cũng đã giúp rất là nhiều. Thì anh nói thêm. Kính thưa quý vị, cũng cảm ơn Jimmy nhắc đến một vấn đề cũng phải nói khá là tế nhị, nhưng mà chúng ta coi nó là có thực mới vượt được đạo. Chính xác anh. Thành ra chúng tôi cũng cố gắng nha. Nếu quý vị trước hết là nếu mà chỉ đến tham dự thì có thể mua vé cùng với Cao Minh Hưng, có số điện thoại quý vị thấy là 714-403-9315. Hoặc là quý vị bảo trợ chương trình thì hàng năm thì chúng ta có một cái cuốn booklet, một cuốn sách mà in những cái cơ sở thương mại, những thông tin của quý vị. Thì quý vị cũng có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, chúng tôi cũng cho biết những cái chi phí để có thể góp mặt vào cuốn booklet đó thì sẽ được phát hành. Thường chúng tôi in khoảng 1.000 bản như vậy phát hành trong cái ngày nhạc hội để tất cả quý vị khán giả 400-500 quý vị quan khách đến tham dự có thể biết đến cơ sở thương mại của mình. Thì đó là một cách cũng giúp cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong vấn đề là fundraising. Dạ đúng. Cho nên quý vị cũng có thể là ủng hộ và yểm trợ cho câu lạc bộ qua những cái phương cách mà anh Cao Minh Hưng vừa giới thiệu đến với tất cả quý vị. Còn đối với những quý vị nào và đến muốn đến tham dự cái buổi kỷ niệm 12 năm này thì sao anh? Dạ. Thưa quý vị, thì vé nhiều người nhìn cái poster nói là quá giá rất là tượng trưng, thưa quý vị là 35 đô và 45 đô VIP, rất là 35 đô, chủ yếu là vui. Thành ra quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, thì chỗ ngồi cũng gần hết rồi, kính thưa quý vị, tại Golden Sea thì chúng tôi xin welcome quý vị đến để chung vui. Có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại một lần nữa là 714-403-9315. Dạ vâng, quý vị có thể liên lạc với anh Cao Minh Hưng để chúng ta đến tham dự kỷ niệm 12 năm thành lập câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Đối với ba người lớn thì khi mà mình họp lại với nhau và tập dượt với nhau những cái màn hợp ca như vậy, có những khó khăn gì không anh? Cái thứ quý vị thì cái thời gian bên này các mọi người anh chị em thì không phải là chuyên nghiệp về ca hát, thành ra cũng có những công việc riêng của mình, thành ra để mình phải sắp xếp dọn một cái ngày nào đó, cái giờ nào đó mà có thể đông nhất những người có thể đến để có thể cùng nhau hợp ca thì đó là một cái điều khó. Thời gian là cái vấn đề. Thành ra sau đó thì nếu mà mọi người có thể gặp mặt với nhau lại thì tương đối cũng không có gì trở ngại. Thì đến ngày hôm nay qua 12 năm thì cái vấn đề tập giờ nó cũng không có gì khó khăn lắm chị mày. Dạ vâng. Và trong tương lai thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ có những cái dự án, có những cái dự định gì sắp tới không kia? Kính thưa quý vị, thì cho đến ngày hôm nay thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng có những chi nhánh ở Cali, mình là chi nhánh chính, có khoảng 10 cái chi nhánh ở khắp nơi, từ những tiểu bang như là Georgia, Virginia, rồi chúng ta cũng có bên Washington, Arizona, những cái chương trình như vậy. Thì hàng năm các anh chị em không riêng gì ở miền Nam Cali mà cũng có những cái chuyến lưu diễn đến những cái nơi khác, ví dụ như là Tết thì có thể sometimes cũng đi qua bên Arizona, gặp đồng hương bên đó. Ở nước ngoài thì cũng có những chi nhánh ở Pháp, ở Đức, ở bên Úc. Và những cái chương trình như vậy thì chúng tôi hy vọng là trong tương lai có thể đi những nơi xa hơn nữa để có thể góp mặt, mang tiếng hát lời ca đến quý vị đồng hương chúng ta ở khắp nơi, để chúng ta mang cái nét văn hóa đến những nơi như vậy. Cũng như là cảm ơn Jimmy hỏi, thì chúng tôi hy vọng cũng tiếp tục phát triển cái chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ các em thiếu nhi. Thì đó là một trong những cái hướng đi mà chúng tôi cố gắng theo đuổi trong tương lai, Jimmy. Vậy là coi như là các tiểu bang là đều có chi nhánh của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ hả? Hay quá. Thì mỗi lần đi như vậy là cả đoàn đi hay sao anh? Khoảng chừng 10 mấy người đến 20 người. Tùy nếu mà gần thì đông người, nhưng mà đi xa quá, ví dụ qua Georgia thì ít người đi hơn, khoảng 15 đến 20 người. Còn gần như là Arizona hay là mình xuống gần đây là San Diego thì đông hơn 20 mấy 30 người đến đi một lần. Hôm nay rất cảm ơn anh đến với chương trình của em. Và cũng chúc mừng cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ 12 tuổi. Và mong rằng những ngày tới câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ nối dài những cái tâm hồn yêu nhạc, yêu văn nghệ, yêu truyền thống Việt Nam đến với tất cả mọi người. Mình được cảm ơn Jimmy rất là nhiều, tạo cơ hội cho anh em mình có dịp nói chuyện với nhau. Gặp Jimmy ngoài đời nhưng mà ít có dịp để nói chuyện với Jimmy lần đầu tiên trên làn sóng của Đài Liêu Sài Gòn TV. Chúng tôi cũng lần nữa cảm ơn ban giám đốc của đài, các anh trong ban kỹ thuật đã tạo cơ hội cho chương trình ngày hôm nay, và kính mời quý vị một lần nữa đến để cùng chung vui với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ vào ngày 27 tháng 3 sắp tới đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.